Tranh Gốm Minh Châu hôm nay xin trân trọng gửi tới một khách hàng VIP, bộ tứ quý VIP với kích thước là 42 x 1,27 m, dày 5 phân, bằng chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Và bộ tranh này là liền khung, khung với ván là liền nhau. Theo yêu cầu của anh khách hàng đó thì chúng tôi đã làm nên bộ tranh là liền khung và đục chạm theo cái mẫu của chúng tôi. Đục chạm bộ tứ quý kênh bong sắc nét, đục thủ công 100%. Trước khi đi vào từng cái chi tiết nhỏ thì tôi xin giới thiệu với quý khách là cái địa chỉ của chúng tôi ở dòng chữ trắng ở trên biển đỏ đây, Lại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Quý khách có thể vào kết bạn Zalo, Viber và Facebook qua số điện thoại của chúng tôi là 0975 910 966, hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để chúng tôi tư vấn cho quý khách. Và đầu tiên tôi xin giới thiệu với quý khách là cây mai ở bên tay phải đây. Và thưa quý khách là quý khách treo thì theo đúng cái thứ tự như thế này của chúng tôi. Tất cả những bức tranh mà chúng tôi đã quay video, đã chụp ảnh, đã đưa lên cho quý khách xem, chúng tôi đều đưa cái thứ tự chuẩn là tùng, cúc, trúc, mai. Tức là từ bên tay trái đầu tiên, theo viết chữ của Việt Nam mình là từ bên trái sang bên phải, thì cây tùng tượng trưng cho mùa đông. Mùa đông thì bao giờ cũng khô cằn, là và cây tùng nó sống được ở cái thời tiết khắc nghiệt, cây cành lá vẫn xanh tươi tốt. Đấy, nói về cây tùng. Và tiếp theo là mùa thu thì bao giờ cũng là cây cúc rồi. Như trong bài thơ của Nguyễn Khuyến là mùa thu hoa cúc đấy ạ. Mùa thu câu cá, hoa cúc nở vàng. Và tiếp theo là cây trúc. Cây trúc tượng trưng cho mùa hạ. Và cuối cùng là cây mai, là tượng trưng cho mùa xuân. Thường thì có những nhà thì treo cũng thứ tự có thể là ngược lại, rất vẫn rất hợp lý, không sao. Ví dụ như đây, ví dụ khi bước vào nhà, như đây là cái cửa nhà mình, bước vào nhà quý khách treo ở bên này chẳng hạn, treo bên này, ví dụ như cây tùng đây, như bộ này, thì như này thì nhiều người là không thích, là bởi vì là mùa xuân thì nó ở trong, thì người ta có thể đạp trở lại là cây mai trước, xong đến cây trúc, đến cây cúc, và cuối cùng là cây tùng, là xuân hạ thu đông từ cửa đón vào. Còn nếu như quý khách treo ở bên này thì treo theo thứ tự tùng, cúc, trúc, mai là vừa hay đẹp, là mùa xuân ở ngoài cửa. Còn quay trở lại với chủ đề chính thì chúng tôi xin quay một lượt cho quý khách xem kỹ từ cái khung là chúng tôi làm liền nên không có cái vết ghép ở đây. Ở trên thì chúng tôi phải làm một thanh ở trên đây để giữ lại, và đằng sau của tấm tranh đây
là vân rất đẹp. Rất cầu kỳ. Và các cái đường nét chi tiết thì chúng tôi cũng làm rất là cẩn thận. Rất là sắc nét, rất là kênh bong. Gỗ của chúng tôi là dày đủ 5 phân. Được kênh bong lên. Tiếp theo là cây trúc. Các cái lá trúc cũng rất là nhọn, sờ có thể là đứt tay. Tiếp theo là cây cúc. À, tiếp theo là cây tùng. Và đây là đằng sau của bộ tranh. Tấm nào cũng đẹp như tiên. Ngắm đằng sau thì có thể là đẹp hơn đằng trước, bởi vì nó chưa bị các cái chi tiết nó làm mờ mất, làm lẫn mất cái vân. Gỗ là vân cực đẹp. Vân gỗ cuồn cuộn, xoắn suýt. Bốn miếng gỗ nguyên bản. Rất là độc đáo. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Và hẹn quý khách về Trình Quang Minh Châu để đặt hàng và mua hàng. Quý khách có thể liên hệ trước qua số điện thoại 0975 910966. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tác phẩm độc đáo tiếp theo.